Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đập hộp một mô hình xe điều khiển tỷ lệ 1/12. Nó là bản Suzuki Jimny của bên EA Chai này. Cái con này nhá, nó mô phỏng lại một con xe thật đến 99% luôn anh em ạ. Nó sẽ có mở cửa này, gập gương, đèn xi nhan, đèn cốt pha, bánh bằng kim loại này, hai cầu, gập được cả ghế, lái vô lăng, lái bên phải sẽ bật xi nhan phải, lái bên trái bật xi nhan trái này. Ui, nói chung là phê lắm anh em ạ. Giá của nó thì cũng khá đắt, gần 6 triệu lận. Chúng ta sẽ cùng đập hộp nó ra để xem nó chất lượng như thế nào. Đây anh em ạ, cái này là hướng dẫn sử dụng của nó này. Jimny RCK. Cái này chắc không phải đọc nhiều đâu, tại vì những cái đấy thì anh em chơi cái dòng này nghịch một lần là biết thôi. Nó sẽ có một cái sạc pin và một cái tê tút này, cái này để chúng ta vặn lốp xe. Đây là tay điều khiển của nó. Đây anh em ạ, uso con này nó sẽ có mở nắp capo luôn. Tất cả phần điện của nó đặt hết trong nắp capo này. Cái bánh sau của nó cũng có thể tháo ra để dùng được. Coi như là 5 bánh. Đấy, ở trong này sẽ là servo này, RX, pin sạc các thứ. Đây bầu lọc gió này, nhìn như thật luôn anh em ạ. Đây mình nhìn thấy cục pin 7,4V, 380 mAh. Đây, gương sẽ mở ra mở vào như bằng cơm. Chính là nó thiết kế một con servo loại micro để mở gương này thì ngon. Đây, sẽ mở cửa này. Đấy, ghế này gập như thật luôn. Cốp sau cũng có thể mở ra được này. Ghế sau cũng có thể gập được riêng hai cái luôn, để có thể chở hàng. Khi các bạn lái nhé, cái vô lăng nó sẽ xoay luôn. Đây, chuyển động hai cầu. Nếu bạn muốn thay lốp sau, chúng ta sẽ vặn con ốc này ra là có thể thay được. Khi mình lái này, cái vô lăng sau này nó cũng sẽ lái theo luôn. Nó sẽ có hai nấc anh em ạ, như kiểu là vào số đấy, số nhanh và số chậm. Đây đang là số chậm này. Gạt CH3 này sẽ là số nhanh. Đó, anh em thấy không? Đây, phần đèn gọi là không thiếu một cái đèn nào luôn. Nó sẽ là CH4 này. Đây là đèn cốt này, đèn pha này, bật cả đèn sương mù và đèn hazard, đèn cảnh báo đấy. Ở bên sườn này nó cũng sẽ có một cái đèn xi nhan nhỏ. Bên này cũng vậy. Đằng sau này cũng đầy đủ một cái đèn ở trên cánh cửa này luôn, cũng có. Đấy. Đây là nguyên đèn sương mù này. Tắt này. Đây là đèn theo xe, đèn bật, đèn cốt pha đấy. Cái này là bật cái đèn cốt pha đằng trước nhá. Đằng sau đấy sẽ bật tất cả lên.
Rồi đèn xi nhan này, khi các bạn lái bên nào nó sẽ sáng bên đây. Đó, cua bên này sẽ nháy. Đằng sau nó cũng sẽ sáng luôn. Cua bên này sẽ sáng này. Cả một cái đèn nhỏ xíu này luôn. Đằng sau này cũng vậy. Cái chỗ này sẽ là chỉnh, gọi là xịp chụp chim cái ga đấy, là nếu nó xe đang bị tiến ấy, như thế này nhá anh em, hoặc là đang lùi thì đang tiến này đấy, các bạn sẽ chỉnh về giữa, nó sẽ là cân bằng tiến lùi. Còn bên này sẽ là chỉnh cái tốc độ của xe, gọi là ga to ga nhỏ đấy, ví dụ như các bạn để nhỏ nhất này, ga sẽ không còn gì nữa, để một xíu ga nó sẽ xe chạy chậm thật, cực kỳ chậm luôn. Các bạn sẽ để max thế này, bạn hết cơ là sẽ là ga nhanh hết cơ đó. Còn đây sẽ là sụp chim cái góc lái đây nha, ví dụ anh em nhìn cái góc lái này, chúng ta đang lái này cực kỳ rộng nhá, các bạn để nhỏ lại thì khi tôi đi tốc độ cao nó sẽ lái một xíu rồi đấy. Đây còn có một tí này, còn cái này là khi bị lệch trái phải, sụp chim góc lái trái phải đấy, đây anh em có thể chỉnh đây. Nếu mà khi đang đi đi về đi thẳng này, xe nó cua bên phải thì các bạn sẽ chỉnh về bên trái. Đó.